Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Cảm ơn Chúa thật là tuyệt vời khi chúng ta được ở trong sự thờ phượng Chúa. Giống như chúng ta đã biết đó là tuần sau thì hội thánh của Chúa sẽ tổ chức một cái buổi, đó là cái buổi lễ phục sinh vào Chủ nhật tuần sau. Đây là một trong những cái chương trình đặc biệt mà như chúng ta biết đó là chúng ta là con dân của Chúa thì chúng ta sẽ thấy rằng cái ý nghĩa của cái buổi lễ này cực kỳ quan trọng. Đó là chúng ta đang thờ phượng Chúa, một Đức Trời vĩ đại, và ở trong Ngài thì chúng ta thấy rằng chúng ta rất là hạnh diện vì chúng ta có một Đức Chúa Trời. Khi mà tôi có dịp tôi xem ở một số cái video clip ở trên mạng xã hội á, và tôi xem một số cái tôn giáo khác họ đối chất với nhau, và một trong cái câu mà người ta hỏi cái vị sư mà họ đang đi theo á, và trong một cái buổi thuyết trình của ông vị sư này, ông giải đáp tất cả các thắc mắc của các tín hữu tín đồ mà theo ông, thì có một điều mà khi mà tôi xem lại á, thì có một cái câu hỏi họ hỏi ông thế này, đó là nếu giả sử chúng con chết thì chúng con sẽ đầu thai làm cái gì. Tôi xin nhắc lại cái câu hỏi mà người ta gửi cái phiếu á để hỏi cái vị sư mà họ đang giải đáp thắc mắc á. Ông này ông cũng là một cái vị được là hàng thích á, có nghĩa là hàng cao á, và hỏi rằng khi mà tôi chết thì tôi sẽ đầu thai làm gì. Vui biết cái câu trả lời của ông không? Ông cười và cả khán phòng đều cười hết. Đó là ông nói là tôi còn chưa biết tôi chết như thế nào và làm sao tôi biết tôi có được lên trên kia không, hay là tôi xuống dưới mà tôi có thể trả lời. Câu quý vị, đây là một câu hỏi cực kỳ khó. Tôi rất là ngạc nhiên tại sao mà họ chôn cả cuộc đời của họ vào một cái lý tưởng của họ, một cái tôn giáo của họ, mà cuối cùng họ không biết bao nhiêu năm họ tu, họ dầm mình, họ chịu khổ, cuối cùng họ không biết họ đi về đâu. Vì thấy không ạ? Họ không biết là họ được lên trên kia hay là họ đi xuống nữa, và không biết rằng sau khi họ chết rồi cuộc đời họ sẽ đi về đâu và họ đầu thai làm con gì, họ cũng không hề biết. Cảm ơn Chúa vì chúng ta có một Đức Chúa Trời vĩ đại. Giống như lời của Chúa cho chúng ta biết, đó là chúng ta có một đời tốt lành trên cuộc đời của chúng ta. Và bởi lý do đó mà chúng ta được hãnh diện vì chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời. Và lời Chúa Ngài hứa với chúng ta đó là gì? Ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép làm con của Đức Chúa Trời. Và cái phần thưởng xứng đáng của con dân của Ngài đó là chúng ta được ở trên kia, chúng ta ở dưới đất này. Nhưng mà cảm ơn Chúa, dẫu vậy Ngài là Đức Chúa Trời tốt lành. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ không tập trung vào những cái điều mà khi chúng ta bước đi với Chúa mà cuộc đời chúng ta nó cứ khổ hoài. Và có những người mang cái tâm trạng đó là khi mình bước đi với Chúa mình phải chịu khổ mình mới được phước, mình phải chịu gọi là rất là khó khăn thì mới được phước. Nhưng mà khi mà tôi suy gẫm lời của Chúa thì tôi phát hiện ra rất là nhiều điều. Đó là khi mà ở trong lời của Chúa, đó là có nhiều người bước đi với Chúa nhưng mà dường như mình không có biết được ý muốn của Chúa trên cuộc đời của mình. Chủ đề buổi sáng hôm nay mà tôi mới gửi hội thánh của Chúa đó là biến giấc mơ đến hiện thực, hay có gọi là biến giấc mơ trở thành hiện thực. Và mỗi người chúng ta ngày hôm nay bước đi với Chúa, chúng ta đều có những giấc mơ hoặc là chúng ta đều có những ước mơ. Và dường như rất là nhiều người chúng ta đều có ước mơ. Ví dụ hồi nhỏ mình có ước mơ làm gì đó, và sau đó khi mình lớn mình trưởng thành rồi mình lại có một cái ước mơ khác. Nhưng mà mình suy nghĩ lại, bao nhiêu người ngồi tại đây mình suy nghĩ rằng khi mình có ước mơ, mình có giấc mơ rồi á, thì liệu cái giấc mơ đó nó có thành hiện thực hay không là một cái câu chuyện khác. Từ khi mình có giấc mơ hoặc là mình có một ước mơ và cho đến khi mình đạt được ước mơ đó, nó không phải là một cái chuyện cực kỳ đơn giản. Và có rất là nhiều người có được ước mơ, có được khải tượng của Chúa, nhưng mà họ bị chôn lại ở chỗ đó vì họ không biết rằng khi mình có khải tượng, khi mình có ước mơ rồi, mình sẽ bước đi thế nào để mình có được cái khải tượng đó. Và rất là nhiều ở trong Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rất là nhiều câu chuyện, đó là những người đã tin cậy Chúa, họ có những ước mơ, họ có hoài bão cho Chúa, họ có khải tượng cho Chúa, và họ nắm bắt khải tượng đó, họ đi, và cuối cùng họ đã được thành hiện thực.
Có nhiều người nói rằng có ước mơ là ước mơ, nhưng mà để trở thành hiện thực á, thì là một cái khoảng thời gian cực kỳ khó khăn, hoặc là rất là khó chịu. Và như chúng ta đã biết, khi mà chúng ta có ước mơ, chúng ta có khải tượng cho Chúa, chúng ta phải làm thế nào để chúng ta có được cái kết quả mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Buổi sáng nay tôi muốn gửi đến lời của Chúa ở trong Sáng Thế Ký đoạn 30 từ câu 25 tới câu số 43. Đây là những câu kinh thánh mà chúng ta sẽ học về một cuộc đời, một con người, một cuộc đời không ra chi trước mặt Chúa, nhưng bởi ơn điển của Chúa, ông biết vận dụng cơ hội có được để ông trở nên một người tốt lành, kết quả trong cái sự ban phước của Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ có lời của Chúa ở trong Sáng Thế Ký 30 câu 25 đến 43. Trên trọng hội thánh, chúng ta cùng đứng lên, chúng ta cùng hướng lòng về kinh thánh. Và nếu có thể được, chúng ta có thể nhìn vào màn hình. Chúng ta sẽ cùng đọc chung với bản kinh thánh Hiệu Đính 2010. Chúng ta đọc chung với nhau. Sau khi ra trên, xin Joseph và cướp thù với La-ban, xin cha cho con đường đi để con trở về quê hương xứ sở con. Xin cha giao hai vợ và con cái của con lại để con ra đi. Cha thử biết con đã vì họ mà phục vụ cha thế nào rồi. La-ban nói, ước gì cha được ơn trước mặt con. Cha linh cảm rằng Đức Sê-va đã vì con mà ban phước cho cha. Ông nói thêm, con cứ định tiền công đi, cha sẽ trả. Gia cấp nói, cha biết con đã giúp đỡ cha thế nào, và nhờ con mà đàn gia súc của cha đã gia tăng ra sao rồi. Trước khi con đến, đàn gia súc của cha ít ôi, nhưng bây giờ thì tăng lên gấp bội. Bàn chân con lướt đến đâu, Đức Sê-va ban phước cho cha đến đấy. Vậy khi nào con mới được lo cho gia đình riêng của mình? La-ban nói, cha đã cho con cái gì đây? Gia cấp thưa, cha sẽ chẳng phải cho con thứ gì cả. Nếu cha đồng ý điều này thì con sẽ tiếp tục chăn giữ đàn gia súc cho cha. Hôm nay cha cho con kiểm soát tất cả các bầy gia súc của cha và tách ra khỏi bầy những con chiên và dê có vằn, có đốm cũng như những chiên chiên màu đen. Đó sẽ là tiền công của con. Sau này khi cha xem xét tiền công của con thì lòng trung thực của con sẽ làm chứng cho con. Nếu trong bầy của con có bất kỳ con dê nào không có vằn và đốm, hoặc chiên con nào lông không đen, thì phải xem là vật ăn cắp. Là bạn nói, được, cha đồng ý về con. Nhưng ngày hôm ấy là bạn tách riêng các dê đực có sọc và đốm, các cây dái có vằn và đốm, tất cả các con vật có đốm trắng và chiên con có lông đen, rồi giao cho các con trai mình chăn giữ. Ông để Gia-cốp ở sau mình một khoảng cách 3 ngày đường. Gia-cốp chăn phần gia súc còn lại trong bầy của La-ban. Gia-cốp tìm những cành bạch dương, cành bồ đào và cành bá tiên còn tươi, rồi lọc vỏ theo từng đường sọc để lộ ra màu trắng trong từng cây. Ông đặt những cành đã lọc vỏ vào trong máng nước trước mặt bầy thú, cho chúng đến uống nước, vì các con thú thường bị kích dục khi đến uống nước. Nên khi chúng nhìn những cành ấy, cái đấy và giao phối thì sinh những con vật có sọc, có vằn và có đốm. Và cấp tách riêng các thiên cái ra và cho chúng quay mặt về phía những con có sọc và màu đen trong bầy của La-ban. Ông làm vậy để gầy riêng cho mình một bầy gia súc, không để chung với bầy của La-ban. Mỗi khi các con vật mập mạnh giao phối thì gia cấp đặt các cành lột vỏ trong máng nước trước mặt chúng để chúng giao phối trước các cành đó. Nhưng với các con gầy yếu thì không để các cành đó. Vì vậy các con vật ốm yếu thuộc về La-ban, còn những con mập mạnh thuộc về gia cấp. Như vậy càng lúc ông càng phát đạt, có nhiều đàn gia súc, tôi trai, tớ gái, lạc đà và lừa. Chúa ơi, con dân thì giờ này trong tay của Chúa, con cầu nguyện để Chúa Ngài ban phước cho con dân của Ngài. Để mọi người chúng con ngay giờ này học lời của Chúa, và khi bước đi ở trong lời của Ngài, lời Ngài thay đổi cuộc đời của chúng con, lời Ngài biến động cuộc đời của chúng con, lời Ngài thay đổi vận mạng của chúng con, lời Ngài thay đổi thế hệ của chúng con nữa. Con cảm ơn Ngài. Xin Ngài ban phước cho chúng con trong lời của Ngài trong giờ này. Và Thánh Linh Chúa đến với chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta sẽ quay trở lại cái slide mà chúng ta được chiếu. Chủ đề của chúng ta là biến giấc mơ thành hiện thực. Cái khó nhất là khi chúng ta có giấc mơ, chúng ta có ước mơ, chúng ta có khải tượng, mà làm sao biến cái khải tượng đó trở thành hiện thực. Và như chúng ta đã đọc qua cái phân đoạn kinh thánh, để tôi có thể giải thích thêm rõ cho quý vị, đó là tại sao Chúa lại ban cho Gia-cốp khải tượng. Nếu mà chúng ta có lý do, chúng ta đọc lại kinh thánh á, thì chúng ta sẽ thấy rõ Gia-cốp là ai. Kinh thánh ghi lại cho chúng ta biết Gia-cốp là con của Y-sắc, và anh của ông ta là Ê-sau. Một ngày kia Gia-cốp và Ê-sau cùng sanh đôi với nhau. Nhưng mà có một điều kinh thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng, vốn dĩ khi mà sinh Gia-cốp ra thì ông cũng được gọi là người muốn lấy tất cả những gì của anh mình. Và kinh thánh ghi lại cái thời điểm khi mà ông được sinh ra đó, là ông nắm cái gót chân của anh mình. Và lại thêm một thời điểm nữa, khi mà ông trở nên những đứa trẻ,
Thì cho đến một ngày ông đã lừa chính anh của mình để nhận lấy cái khải tượng, nhận lấy cái kết quả, những cái quyền trưởng nam mà anh mình có. Vì cớ chỉ cần một chén canh phản đậu thôi mà ông đã có quyền trưởng nam. Sau đó Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết là gì? Ông lừa cha của mình để nhận lấy cái phước hạnh mà cha ngài ban cho ông. Sau đó Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết ông phải trốn gia đình. Và cuối cùng thì Chúa cho ông đến một vùng đất và có thể kết duyên với một người vợ tên là Rachel và Lea. Thế nhưng Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng trong quá trình đó ông gặp một người cha vợ cực kỳ khôn ngoan, cực kỳ xảo trá, cực kỳ đi qua. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng ông đã bị vướng vào mưu của cha vợ của mình. Và trong 14 năm để lấy hai người vợ, ông phải làm khống công, làm công cho cha vợ của mình trong 14 năm. Và không phải 14 năm mà trong quá trình đó ông phải mất cả 20 năm tất cả để làm khống công cho cha vợ của mình. Gia-cốp là một kẻ lừa đảo. Gia-cốp trong đời sống trước đây không ra gì cả. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta ở trong cái điều kiện vào thời điểm đó, khi mà ông ở trong nhà cha vợ của mình, ông làm 20 năm không công. Ông làm, đó là công việc của ông là làm chăn nuôi những con chiên, con dê. Và cảm ơn Chúa, khi chúng ta quay trở lại Kinh Thánh á, thì chúng ta biết rằng cái quá trình lịch sử của Gia-cốp không đẹp đẽ lắm. Có thể là nói về từ cái địa vị của ông vào thời điểm đó, ông cũng không tốt lành. Và thậm chí là cái quá trình cuộc đời của ông cũng không ra gì cả. Nhưng mà khi mà Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng của Gia-cốp, khi mà Gia-cốp đã quyết định quay trở lại với Đức Chúa Trời, thì bắt đầu Chúa cho những cái cơ hội đến với cuộc đời của Gia-cốp. Đó là ngày mà ban cho Gia-cốp khải tượng. Và như chúng ta đọc kỹ á, đó là tại sao mà Gia-cốp lại có một cái bí quyết mà sản sinh một cách đặc biệt, giống như một cái gọi là một nghiên cứu đặc biệt. Khi mà con chiên, con dê nó giao hợp với nhau mà nó lại sanh ra những con chiên có vằn có đốm. Vì có thể ngạc nhiên khi một người nam, một người nam da trắng, một người nữ da trắng đẻ con ra da đen. Quý vị có ngạc nhiên không? Mình sẽ có suy nghĩ liền. Nhưng mà với những gì Đức Chúa Trời bày tỏ cho Gia-cốp, và chính vì lẽ đó cuộc đời ông được thay đổi. Khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh ở chỗ này, đó là Đức Chúa Trời không hứa với Gia-cốp là ta ban cho con một giấc mơ để giấc mơ đời đổi đời con. Không. Nhưng mà bởi cớ những gì mà Gia-cốp đang ở trong một hoàn cảnh bế tắc, đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn, Gia-cốp đang ở trong một cái hoàn cảnh mà dường như không thể thay đổi cuộc vận mạng cuộc đời mình được, thì Đức Chúa Trời đã cho một giấc mơ đối với cuộc đời của Gia-cốp. Quý vị ơi, khi chúng ta đọc lời của Chúa, chúng ta phát hiện ra rất là nhiều lẽ thật mà Đức Chúa Trời muốn dạy chúng ta. Đó là thời gian không đánh, không xác nhận được cho chúng ta biết rằng gì. Đó là Đức Chúa Trời mỗi ngày vẫn luôn đoái xem chúng ta. Ngài nhìn thấy Gia-cốp ở trong một cái người mà dường như ông muốn thoát ra khỏi nô lệ, cũng không phải là nô lệ, mà một người làm công không lương cho một người cha vợ của mình. Và chúng ta đọc Kinh Thánh kỹ, bởi vì Gia-cốp Đức Chúa Trời ngài ban phước cho nhà La-ban, là nhà cha vợ của mình. Bởi vì Gia-cốp mà ngài ban phước cho nhà La-ban, và bởi vì tấm lòng của ông, bởi sự tìm kiếm Chúa, cho nên Đức Chúa Trời ngài ban phước cho Gia-cốp. Chúng ta thấy không? Giống như khi mà ông nhận được phước hết, là bao nhiêu cái phước đó nó đổ về ai à? Đổ về La-ban. Bao nhiêu nguồn phước hạnh ngày ban cho, thay vì ban cho Gia-cốp, thì bây giờ nó sao à? Nó đổ về cho La-ban hết. Nhưng mà không phải một tháng nha quý vị, không phải là một năm nha quý vị, nhưng mà 20 năm. Trong 20 năm tôi không nghĩ rằng La-ban giàu có cỡ nào. Tôi không nghĩ rằng trong 20 năm đó La-ban thịnh vượng cỡ nào. Bởi sao? Bởi vì chính vì Gia-cốp đã được phước, La-ban sẽ được phước khi tiếp đón Gia-cốp về nhà của mình. Và cho đến một ngày, cho đến một ngày bắt đầu Chúa nhớ đến Gia-cốp. Và có thể một câu hỏi được đặt ra cho chúng ta, đó là làm sao ta giải cứu con trai của ta đây khi nó đang ở trong một gia đình La-ban đây. Và chúng ta nhớ nha quý vị, mỗi lần Đức Giê-hô-va hiện đến với ai, ngài đều nói thế nào à? Ta là Đức Chúa Trời của Abraham, ta là Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Vì cớ lời hứa của ngài dành cho cha của ông là Abraham, vì cớ là lời hứa của ngài dành cho thế hệ con cháu của những người yêu mến Chúa, và vì cớ Abraham yêu mến ngài, cho nên ngay giờ phút này ngài nặng lòng, ngài đau lòng,
vì con của Abraham là Gia-cốp đang phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh khi ở dưới tay của một gã lừa lọc đưa qua cao thủ tên là Lao-an. Và Ngài gửi một thông điệp qua giấc mơ đến Gia-cốp. Chúng ta thấy không ạ? Không phải Gia-cốp là người công chính, không phải Gia-cốp là người tốt, nhưng bởi lời hứa của Ngài đối với những người yêu mến Ngài, đó là ta ban phước cho người ngàn đời cho người nào yêu mến ta và vâng giữ lời răn của ta. Cho nên vì cớ Abraham nên Ngài đã ban phước cho Gia-cốp, và Ngài phải đến, Ngài giúp làm sao để cho Gia-cốp thoát ra khỏi nhà lao vàng. Và đó là lý do Ngài ban phước cho Gia-cốp. Ngài ban phước cho Gia-cốp bằng cách nào? Đó là Ngài gửi giấc mơ đến với Gia-cốp. Ngài sai thiên sứ đem đến giấc mơ cho Gia-cốp. Giấc mơ đó là gì? Một ngày kia ông nhìn thấy, đó là mỗi lần con chiên con dê nó giao hợp với nhau, mắt của nó nhìn thấy cành bạch dương, những cái cành bạch dương mà lột vỏ đó, nó sọc như vậy, thì khi nó giao hợp nó sản sinh ra những con chiên có vằn có đốm. Quý vị hãy nhớ nha, cái giấc mơ mà Chúa đem đến cho Gia-cốp, đó là mỗi lần ông nhìn thấy con chiên có vằn có đốm, ông xin lỗi, con chiên bình thường nó giao hợp và mắt của nó nhìn thấy những cành bạch dương, khi nó giao hợp thì lập tức nó đẻ ra những cái con chiên có vằn có đốm. Chỉ là một giấc mơ bình thường giống như bất kỳ giấc mơ khác. Nhưng mà có thể trước đây ông chưa từng thấy được một giấc mơ nào đặc biệt như thế giấc mơ này. Và chính vì lẽ đó, Kinh Thánh cho chúng ta biết giấc mơ đã bắt đầu đến với cuộc đời của Gia-cốp. Buổi sáng nay tôi muốn chuyển thông điệp này đến với dân sự của Ngài là con dân của Chúa. Quý vị ơi, quý vị có nhìn thấy trong cuộc đời mình có nhiều giấc mơ không? Có không? Chúng ta có rất là nhiều giấc mơ. Thế làm sao để chúng ta biết giấc mơ nào là giấc mơ đến từ Chúa và giấc mơ nào là giấc mơ không đến từ Chúa? Xin cho cái monitor nó lớn, tại không nghe được cái monitor. Chúng ta phải biết cái giấc mơ nào là giấc mơ đến từ Chúa và giấc mơ nào không đến từ Chúa. Và chúng ta thấy rõ một điều là Chúa gửi cái giấc mơ đó đến với Gia-cốp. Khi chúng ta đọc điều này, có một điều mà tôi muốn khích lệ hội thánh của Chúa. Quý vị có bao giờ suy nghĩ đến cuộc đời ngày đau lòng khi chúng ta cứ khổ hoài không? Có không? Có. Vì chúng ta là con cái của Ngài mà. Cho nên là Ngài rất là đau lòng khi chúng ta ở trong cái bể khổ. Rồi Ngài rất là đau lòng khi mà chúng ta làm nhiều năm, làm hoài, làm mãi mà không có dư. Có đúng không ạ? Ngài cũng đau lòng. Rồi ở trong cuộc đời của chúng ta đã nhiều năm, nhưng mà chúng ta không thoát ra được những cái cảnh mà giống như những gì mà Ngài hứa với chúng ta. Đó là Ngài ban phước cho ngàn đời cho chúng ta, mà tại sao chúng ta làm hoài, chúng ta không nhận được phước. Và cảm ơn Chúa, lời này khích lệ cho chúng ta. Đó là gì? Đức Chúa Trời Ngài trao giấc mơ đó cho Gia-cốp. Và nếu chúng ta chưa có khải tượng, chưa có giấc mơ, thì chúng ta hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, hãy cho con có khải tượng, hãy cho con có giấc mơ. Và tôi muốn nói rằng tất cả mọi người ngồi tại đây, đó là: Chúa ơi, hãy cho con giấc mơ đến từ Chúa. Và tôi tin rằng khi giấc mơ đến từ Chúa, giấc mơ đó có thể đổi cuộc đời của chúng ta. Amen không ạ? Chúng ta có bao giờ chúng ta nói: Chúa ơi, hãy cho con khải tượng từ Chúa không? Hay là giấc mơ từ Chúa không? Hay là mình phải nhờ cậy cái sự khôn ngoan của mình, nhờ cậy cái sự khôn ngoan của mình, rất điên của mình, để mình có thể bước đi, để mình cầu xin hay giúp đỡ từ một ai đó cho chính cuộc đời của mình. Và cảm ơn Chúa, lời Chúa khích lệ cho chúng ta, đó là Đức Chúa Trời trao cho và có một giấc mơ. Trong giấc mơ này không có lời hứa, đó là ta cho con thấy giấc mơ này, con sẽ đổi đời. Không. Trong giấc mơ này Chúa cũng không hứa với Gia-cốp là ta cho con giấc mơ này để con giàu có. Không. Rồi Chúa cũng không hứa với Gia-cốp rằng ta cho con giấc mơ này để sao cuộc sống con được thịnh vượng. Không. Nhưng mà Ngài gửi thông điệp này cho chính Gia-cốp, một giấc mơ
Đó là một con, khi con chiên nó giao hợp với nhau, nó nhìn thấy cành bạch dương thì sao ạ? Nó sanh ra chiên vàng chiên đốm. Và cảm ơn Chúa khi chúng ta quay qua cái slide thứ hai. Đó là gì? Đó là bắt đầu Gia-cốp lên kế hoạch. Khi Gia-cốp nhìn thấy điều đó, có phải là ông ra ông đề nghị với lại La-ban là: cha ơi, bây giờ bắt đầu từ ngày hôm nay con nói với cha rằng con muốn thoát ly khỏi cha, và bây giờ con có một điều kiện với cha, ngã giá với cha và yêu cầu với cha ký một cái hợp đồng, đó là bắt đầu từ ngày hôm nay con muốn lìa khỏi cha, và bây giờ những đàn chiên mà con chăn, những con dê mà con chăn đó, nó có vằn có đốm là bây giờ thuộc về con, và không có vằn có đốm thuộc về cha. Cha có đồng ý để ký hợp đồng này không? Có phải như vậy không? Không. Nếu chúng ta đọc kỹ đoạn 31 thì khi ông nhìn thấy được giấc mơ từ Chúa, ông bắt đầu lên một cái kế hoạch. Đầu tiên hết đó là gì? Đó là ông tin giấc mơ. Trong cái phần slide thứ hai đó, đó là Gia-cốp lên kế hoạch, đó là ông tin giấc mơ đó đến từ Chúa. Nếu ông tin thì ông đâu có làm. Bắt đầu khi mà ông tin đây là đến từ Chúa rồi đó, tại Thiên Sứ Chúa đến với ông à, bắt đầu ông thử nghiệm. Hãy nhớ rằng quá trình để sinh sản ra con chiên giao hợp và sinh sản ra con chiên đó, nó không phải là một ngày một bữa, nó phải nhiều tháng trời mới có thể sinh ra một con chiên, có đúng không ạ? Và tôi nghĩ rằng, cá nhân tôi nghĩ rằng, khi ông nhận được cái khải tượng đó, ông nhận được cái giấc mơ đó, là không phải là ông ngã giá, ông đề cập với Gia La Ban đàn liền, nhưng mà bắt đầu ông lên kế hoạch để ông xem cái cách mà Đức Chúa Trời ngài này đã bày tỏ cho ông có đúng hay không. Đó là một ngày kia, một ngày như mỗi ngày, ông vẫn cho chiên ăn, vẫn cho chiên uống nước, vẫn chăm sóc chiên mỗi ngày và mỗi ngày. Nhưng ngày hôm nay, sau khi ông nhận được khải tượng rồi, thì bắt đầu ông thay đổi. Đó là gì? Ông chọn trong bầy của mình có những con chiên đực và chiên cái, nó muốn giao hợp với nhau, ông chọn nó ra. Sau đó ông để riêng ra, chúng ta đọc kỹ kinh thánh nha. Ông để riêng ra, và ở ngay tại máng nước, ông mới lấy cành bạch dương, và ông quyết định đó là gì? Ông tách cái vỏ nó ra, và trong thân cây nó có những cái sành sọc 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 á, ông để dưới cái máng nước của con chiên uống, theo cách mà Thiên Sứ của Chúa đem cái khải tượng đó, đem giấc mơ đến cho ông, và ông bắt đầu hành động. Và hai con khi nó giao hợp nhau, nó nhìn thấy ở dưới cái máng nước đó có cái cành bạch dương. Sau đó nó làm việc xong, nó về chuồng. Có thể là ông sẽ đánh dấu con nào là con nào được giao hợp trong cái thời điểm đó, có đúng không ạ? Ông đánh dấu lại. Một ngày qua vẫn chưa thấy gì, hai ngày qua vẫn chưa thấy gì, một tháng qua vẫn chưa thấy gì, hai tháng qua vẫn chưa thấy gì. Bắt đầu cho đến ngày nó có bầu, nó có thai, và bắt đầu nó chuẩn bị sản sinh ra. Vài tháng sau thì ông phát hiện ra một điều: những cái con mà ông đánh dấu á, những cái con mà ông để riêng ra đó, nó giao hợp á, nó sản sinh ra có vằn có đốm. Có thể là một lần ông cảm thấy nó đặc biệt quá, ông vẫn chưa thể nào tự tin lắm, ông bắt đầu làm thêm lần thứ hai, và ông sẽ cho nhiều con một lúc và làm như vậy, và y như những gì mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho ông qua giấc mơ. Và sau đó ông đã thực hành, và cuối cùng ông thấy quả thật những gì mà ngài bày tỏ cho chính cá nhân của Gia-cốp, ông đã thực hành. Và cuối cùng sao ạ? Ông làm gì? Ông phát hiện ra đây là một kết quả đặc biệt từ Chúa ban cho, một nghiên cứu mà con người không thể đãi được. Đức Chúa Trời ban trong giấc mơ, và cuối cùng Chúa đã làm thành những gì mà ngài đã bày tỏ trong giấc mơ, và Gia-cốp đã nhận lấy điều đó. Nhận giấc mơ không phải là đi ra để đàm phán với La-ban liền, nhưng nhận giấc mơ sau đó ông lên kế hoạch để làm những gì mà Chúa bày tỏ trong, có đúng hay không? Điều mà tôi muốn nói với quý vị buổi sáng hôm nay, khi chúng ta nhận bất kỳ một lời tiên tri nào, một giấc mơ nào, một khải tượng nào, cần phải kiểm chứng, cần phải tra xét, phần xem lại coi những gì Đức Chúa Trời bày tỏ có đúng tới từ Chúa hay không. Tôi biết rằng có nhiều người họ nhận được những khải tượng, họ nhận được giấc mơ, và họ ngộ nghĩ đến từ Chúa, và họ quyết định làm theo, và cuối cùng sao ạ? Họ thất bại. Và họ nghĩ điều đó đến từ Chúa không?
Cho nên điều mà tôi muốn nói ngay tại giờ phút này đối với con dân của Chúa, đó là gì? Khi mà ông nhận được giấc mơ, từ cái giấc mơ ông nhận á, ông vẫn phải làm một việc, đó là gì? Là lên kế hoạch để làm xem những gì Đức Chúa Trời bày tỏ có đúng hay không. Và bắt đầu khi ông thử nghiệm, ông thấy nó đúng. Bây giờ tự nhiên trong ông lóe lên một tư tưởng, đó là thoát thân. Đó là bây giờ con phải thoát thân. Con phải dùng cái khải tượng mà Chúa cho, con dùng giấc mơ mà Chúa cho, con dùng những gì mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho con, để bắt đầu con có một kế hoạch để thoát ly khỏi gia đình của La-ban. Vì con chịu quá đủ 20 năm rồi, con không thể nào chịu đựng thêm nữa. Vì cái con không có cái gia sản đi cho con không có cái gì cho con. Và thậm chí nếu mà con cái con sinh ra rồi, nó cũng chẳng có gì cả khi mà con ở dưới tay của La-ban. Và chính vì lẽ đó, trong giây phút đó khi ông có khải tượng này rồi, ông thực hành theo khải tượng đó, và ông quyết định lên một kế hoạch, đó là gì? Đổi đời. Có đúng không vị? Ông quyết định đó là gì? Thoát thân khỏi La-ban. Điều mà tôi muốn nói với dân sự của Chúa buổi sáng hôm nay, bao nhiêu người chúng ta sẵn sàng giơ tay lên và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con không muốn chấp nhận cái kiếp khổ nghèo của con hoài như vậy được. Bao nhiêu người trong chúng ta sẽ nói với Chúa rằng: Chúa ơi, những gì con trải qua trong cuộc đời của chúng con, trong những gì mà con trải qua trong năm tháng của con không thể thoát khỏi, thì đây là giây phút con phải hạ mình xuống nhờ cậy Chúa và nói với rằng: Chúa ơi, con muốn thoát ly ra tất cả những gì đó. Ai là những người sẵn sàng giơ tay lên và nói rằng: Chúa ơi, con chuẩn bị làm điều đó, con sẵn sàng làm điều đó và làm theo tiếng gọi của Ngài. Khi nói điều đó sẵn sàng, rất là nhiều cánh tay giơ lên. Amen không ạ? Những người sẵn sàng. Nhưng chúng ta sẽ qua bước thứ ba, đó là gì? Bắt đầu lên kế hoạch và thực hiện. Đó là ông muốn thoát ly La-ban. Sáng Thế Ký đoạn 30 câu số 3, 25, ông đã nói với La-ban thế nào? Sáng Thế Ký đoạn 30 câu số 25, tôi xin đọc lại Sáng Thế Ký đoạn 30 câu 25. Sau khi ra trên sân Joseph, Gia-cốp thưa với La-ban rằng: Xin cha cho con đi để con trở về quê hương xứ sở con, đúng không? Xin giao hai vợ và con cái của con để lại con ra đi. Cha thừa biết con đã vì họ mà phục vụ cha thế nào. Đây là một điều mà chính ông quyết định. Ông quyết định thế nào? Đó là ông quyết định bắt đầu từ ngày hôm nay, ông sẽ đi nói với cha của mình, đó là: Cho phép con được ra đi, mang vợ và con cái của con đi. Đi đâu? Kinh Thánh đi đâu? Đi đâu à? Đi trở về quê hương xứ sở của con. Hơn 20 năm rồi ông đã xa quê hương. Và dường như khi ông xa quê hương của mình 20 năm đó, cuộc đời ông sao à? Hoàn toàn thất bại. Và từ ngày ông tách mình khỏi gia đình, từ nay ông xa quê hương của mình, lập gia đình có con cái ở nơi xứ người, thì 20 năm đó ông hoàn toàn thất bại. Và trong giây phút Đức Chúa Trời đến ban cho ông một khải tượng, ban cho ông giấc mơ, thì ông đã quyết định đó là gì? Đến nói với La-ban rằng: Bây giờ giây phút này con muốn con và vợ con cái của con được trở về quê hương. Cha ơi, hãy cho con được làm điều đó. Khi tôi đọc điều này, tôi được khích lệ rất là nhiều. Có nhiều người đã tách mình khỏi nơi mà Chúa muốn, và càng đi thì càng thất bại. Càng đi và càng thất bại. Khi họ tách mình ra khỏi Ngài thì họ càng đi càng thất bại. Và chỉ có một cách, đó là gì? Quay trở lại. Muốn thoát ly ra khỏi La-ban và quay trở lại. Vì họ quay người bên phải, quý vị sẽ vỗ vai người bên phải, vỗ tay người bên phải, bên trái của chúng ta, và nói rằng: Quay trở lại, quay trở lại. Chúng ta thấy không ạ? Quay trở lại.
và La Bàn đã làm, đó là gì? Thoát ly La Bàn. À, xin lỗi, Gia Cốp đã thoát ly La Bàn. Rồi sau khi ông có cái ý tưởng đó rồi, ông làm gì? Đó là ông làm một cái khế ước. Ông đề cập một cái hợp đồng. Cha vợ của ông mới nói là bây giờ con muốn gì ta cho con. Nói rất là nhân đạo. Giờ muốn gì ta cho con. Tôi nghĩ rằng với ông có riêng với bà Rachel 12 đứa con, chưa tính kể cả Lea là vợ lớn nữa. Hai vợ chồng, một mình ông và hai người vợ và rất là nhiều con cái. Trong khi đó không có tài sản gì cả. Bây giờ làm sao để về quê hương khi mà trong tay không có gì? Và ông mới nói với cha mình một điều. Cha ơi, rất là đơn giản. Bây giờ hãy cho con với cha cùng một khế ước, cùng một hợp đồng với nhau. Đó là bắt đầu từ ngày hôm nay con vẫn làm việc cho cha, con vẫn chăm sóc bầy chiên bầy dừa bầy chiên bầy dê cho cha. Nhưng hãy cho con làm một điều. Đó là gì? Khi mà con chăm sóc bầy chiên bầy dê này đó, thì những con nào mà có sọc, có vằn, có đốm á, thì thuộc về con. Còn những con nào không có sọc, có vằn, có đốm á, thuộc về cha. Trong suy nghĩ của gia Lai Băng, được à, ok. Lập tức Lai Băng đồng ý liền. Tại sao à? Tại vì chắc chắn Gia Cốp sẽ thất bại và nó sẽ làm công cho ta tiếp tục. Ông đâu có bỏ dở là ông không có chăm sóc chiên nữa đâu. Ông vẫn làm cái công việc hàng ngày của ông. Nhưng bây giờ ông đề nghị với là cha mình, người cha vợ rất là đắc ý. À, chắc kiểu này là kể như là nó thất bại thôi. Nhưng mà vì có biết rằng Gia Cốp đang sở hữu cái gì không? Sở hữu một cái công nghệ sinh sản mà không có ai có thể có được, có đúng không ạ? Đó là khi giao hợp đẻ ra con chiên có bằng con đốm. Không ai biết được, chỉ có Gia Cốp biết thôi. Quý vị nhớ nha, ngay thời điểm này vợ của ông còn không biết ông có một cái chiêu thức đặc biệt, có đúng không ạ? Ngay thời điểm đặng 30 này, vợ của ông, con của ông cũng chưa biết rằng ông đang có một thí nghiệm, ông đang có một nghiên cứu đặc biệt mà chỉ có Đức Chúa Trời cho, mà ông không chia sẻ ai hết. Chúng ta đọc qua đoạn 30 là khi mà gia đình trốn chạy á, tức là trở về quê hương, thì ông mới tiết lộ cái điều đó cho vợ của mình nghe. Tại vì sao không? Nhiều khi nói cho bà Lea, nói cho ra trên là mấy người này nói với cha vợ là xong tù luôn, lại tiếp tục ở tiếp nữa à. Có đúng không à? Ông không nói ai hết. Ông giữ điều đó lại. Ông chia sẻ bất cứ gì cả. Và khi Kinh Thánh quay lại cho chúng ta biết, đó là ông đầu ý ký hợp đồng. Nhưng mà ông cha này đặc biệt lắm. Ông làm gì biết không? Khi mà nghe hợp đồng ông đồng ý xong á, ông bắt hết tất cả những con chiên mà có vằn có đốm á đi ra khỏi cái chỗ đó. Kinh Thánh ghi là 3 ngày đường. Tôi không biết từ đây mà chạy xe, hồi đó thì không có xe máy mà chắc cũng chạy xe ngựa hay xe bò, xe gì không biết nữa. Chở một đám hay là dẫn đám chiên này đi á, 3 ngày chắc tôi nghĩ nó ít nhiều chắc cũng lên tới Đà Lạt. Tức là mình đi bộ á, dẫn 3 ngày chắc cũng lên tới Đà Lạt. Thì làm sao mà những con chiên này là những con chiên mập mạnh, rồi những con chiên mà gọi là béo tốt, những con chiên không vằn trong đốm này, nó làm sao nó chỉ có cách là nó giao hợp với con có vằn có đốm nó mới sinh ra vằn đốm. Nhưng mà nó đâu có con vằn đốm đâu, làm sao nó có thể sản sinh ra là những con có vằn có đốm đây. Và tôi nghĩ rằng khi ông đưa ba con chiên đi, những con chiên đi 3 ngày đường rồi đó, ông sẽ ngồi, có thể nếu có râu vuốt cái râu, cha kỳ này nó chết chắc. Nhưng mà không, sau tất cả Chúa ở cùng với Gia Cốp. Chúa ban trong cái sự khôn ngoan, và ông đã nghiên cứu và ông làm thực hiện. Đó là những con chiên khi nó giao hợp, nó lại sản sinh ra những con chiên có vằn có đốm. Bằng cách khi nó giao hợp, nó nhìn dưới máng nước. Trước khi nó giao hợp, nó nhìn dưới máng nước đó có những cái cây bạch dương, có những cây giáng tiên được lột vỏ ra, nó có sọc. Khi nó giao hợp nhau, nó ứng tượng điều đó và nó sản sinh ra những con chiên có vằn có đốm. Và cuối cùng Kinh Thánh ghi lại trong sáng cái đoạn 30 câu 43 đó là gì? Đức Chúa Trời ban phước cho Gia Cốp. Như vậy ông càng lúc càng phát đạt, có nhiều đàn gia súc, có nhiều tô trai tớ gái, lạc đà và lừa. Những con nào á, những con nào mà nó yếu á, ốm yếu á, để qua bên, con nào mập á là ông nhiên sinh sản nó ra sập
vằn đỡm hết. Còn những con nào mà ốm yếu là thuộc về La Bàn hết. Kinh Thánh không ghi cho chúng ta bao nhiêu lâu ông thành công. Có thể 1 năm, thể 2 năm, thể 3 năm. Nhưng bây giờ sự khác biệt đã rõ, đó là những con chiên có vằn có đốm đã đầy tràn trong bầy của ông, và những con yếu ốm yếu thì thuộc về La Bàn. Nếu mà chúng ta đọc đoạn 31 á, thì chúng ta phát hiện ra thêm điều gì? Đó là bắt đầu từ ngày hôm đó, La Bàn và các con trai của La Bàn bắt đầu ganh ghét Gia Cốp. Cho nên chính vì lẽ đó mà ông quyết định đó là gì? Từ đoạn 31 trở đi, ông và gia đình ông trốn khỏi nhà La Bàn. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái slide kế tiếp. Ở đây chúng ta sẽ có tất cả là 5 chặng đường, 5 bước. Chúng ta tắt cái chữ đi. Chúng ta sẽ có tất cả là 5 bước. Quý ha, để ý nha. Thứ nhất, đó là Gia Cốp nhận khải tượng, nhận giấc mơ. Thứ hai là ông tin khải tượng từ Chúa. Ông phải check nó khải tượng từ Chúa. Ông phải biết nó là khải tượng từ Chúa. Và trong cái kỳ huấn luyện vừa rồi cho những người mở màn hội thánh á, có một người mà tôi khẩu vấn và tôi hỏi á, làm sao mình biết khải tượng từ Chúa? Ông nói là vì cớ cái khải tượng đó tôi nghe một người nói tôi là người có thể hầu việc Chúa được là kia, và cuối cùng tôi hầu việc Chúa. Tôi xin thưa, đó không phải là một kiểm chứng. Nhưng mà cái kiểm chứng đó là mình phải biết được là khải tượng đó mình tin mà mình check nó, mình kiểm tra nó đến từ Chúa. Và thứ ba, chúng ta sẽ qua bước là tìm hiểu và thực hiện đó. Đừng vội tin tất cả mọi người ta nói. Đừng vội tin tất cả những giấc mơ. Cái đúng mà. Mình phải tìm hiểu coi giấc mơ nào đến từ Chúa. Và khi chúng ta tìm hiểu đúng, chúng ta nắm bắt cơ hội. Tại sao tôi dùng cái chữ nắm bắt cơ hội? Cuộc đời của Gia Cốp không có nhiều cái cơ hội để đổi đời. Và chỉ cần có một giấc mơ, ông đã nắm bắt cơ hội đó, đổi đời của ông, có đúng không ạ? Có đúng không quý vị? Mỗi cuộc chúng ta ngồi đây, mỗi người ngồi tại đây, chưa phải ai cũng có những cái cơ hội đâu. Và chúng ta đã mất rất là nhiều cơ hội. Nhưng mà ai trong chúng ta là người nắm bắt được cơ hội để đổi đời? Ai là người trong chúng ta có thể nắm bắt giống như Gia Cốp để đổi đời? Ai là người trong chúng ta có thể nhìn thấy được những cách mà Đức Chúa Trời đem đến phước hạnh cho chúng ta để chúng ta đổi đời? 20 năm làm không công cho Gia Cốp, cho La Bàn. Vì hãy nhớ nha, ngày mà ông đàm phán với La Bàn là bắt đầu từ ngày hôm nay, con sẽ quyết định chăn mày mà cha giao cho con, và cha phải làm một cái khế ước với con. Đó là gì? Đó là bắt đầu từ ngày hôm nay, những con chiên có vằn có đốm thuộc về con, và những nào con nào không có vằn có đốm thuộc về cha. Và La Bàn lập tức đem tất cả những con chiên không vằn có đốm cách xa 3 ngày được. Tôi hỏi vị, nếu thành công không nói, không thành công thì sao? Tiếp tục làm không công. Có đúng không à? Tiếp tục thất bại. Và không phải ông thất bại không, hai người vợ, một đám con lại tiếp tục làm không công cho cha vợ của mình. Có đúng không ạ? Vậy khi ông quyết định điều đó, ông có trả giá không vậy? Trả giá, chấp nhận luôn. Nếu con thất bại, con phải chấp nhận. Ông trả giá để ông được cái cơ hội đó. Nhưng cái phần thắng ở chỗ này á, là ông đã nắm 99% là thắng. Có đúng không ạ? Tại vì ông đã thử nghiệm hết rồi, và ông nắm 99% là thắng. Chỉ có 1% là thất bại thôi. Khi mà quý vị á, đi theo tiếng gọi của Chúa, quý vị phải nắm 99% là chắc chắn, và thậm chí 100% là chắc chắn, thì tôi tin rằng cuộc đời chúng ta sẽ đổi đời. Không có mơ hồ. Lời Chúa ghi lại trong Giô-suê đoạn 1 câu 8, đó là quyển sách luật pháp của Chúa chớ xa miệng của chúng ta, hầu cho chúng ta suy gẫm lời của Chúa ngày và đêm, mà cẩn thận làm theo mọi điều nó chép bên trong. Như vậy á, ngươi mới được thịnh vượng trong con đường của mình và được phước. Tôi thích cái bản hiệu đính hơn, cái bản truyền thống. Bản này đó là vì như vậy
ngươi mới được may mắn trên con đường mình mà được phước. Nhưng mà ăn Kinh Thánh 2010 là vì như vậy con mới được thịnh vượng. Tôi thích thịnh vượng hơn may mắn. May mắn là hên xui. Mình nói với Chúa mình không có hên xui. Cái chỗ nào trong năm cái hành trình này, tôi hỏi vậy là chỗ nào là chỗ quan trọng để quyết định đổi đời? Có phải là chỗ chúng ta nhận cái khải tượng không? Phải chỗ này không? Không. Có phải chỗ này là chúng ta nhận được cái tin khải tượng là chúng ta đổi đời không? Chỗ nào vậy? Số mấy? Số mấy? Số 4 là chỗ đổi đời. Chỗ 4 là chỗ đổi đời, nhưng chỗ đó phải là chỗ trả giá. Rất là nhiều lần ở trong Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng những người đi theo khải tượng, bước đi với Chúa, họ thành công, họ phải nắm bắt cơ hội, họ phải đều trả giá, chứ không tự nhiên mà có hết. Khi Chúa sai Môi-se dẫn dân sự của Chúa ra khỏi Ai Cập đến đất đường sữa và mật, vào thời điểm đó người ta thống kê là gần khoảng hơn 2 triệu người dân Do Thái đang làm nô lệ ở Ai Cập. Một ngày kia Chúa nói Môi-se, con ơi, dẫn dân này ra khỏi Ai Cập đi. Tôi nghĩ hơn 2 triệu người mà ông chỉ đi theo tiếng gọi của Chúa thôi, rồi ông tự một mình đi ra nói chuyện với Pharaoh luôn. Ông đối diện rất là nhiều điều, ông phải áp lực, thậm chí đi vào đồng vắng ông cũng bị áp lực rất là nhiều, từ những cái lời miệt thị, rồi nói xấu, rồi tạo phản, rất là nhiều điều, có đúng không ạ? Nhưng khi nói đến lãnh đạo, Môi-se là một người lãnh đạo xuất chúng, và người đó đại diện những cái thông điệp mà Đức Chúa Trời muốn gửi tới nhân sự. Có ai mà làm được Môi-se như Môi-se là giơ cây gậy lên cao, biển rẽ ra hai bên không à, và người ta đi trên biển giống như đất khô. Có ai làm được với Môi-se không? Quý biết cái hầm Thủ Thiêm á, người ta muốn làm cái đường hầm Thủ Thiêm từ bên đây qua bên kia đó. Quý biết là họ phải vận dụng và nhờ kỹ sư gọi là chuyên nghiệp từ những quốc gia khác giúp đỡ cho Việt Nam không? Và họ mất rất là nhiều thời gian để đặt những cái đường ống từ cái bên bờ bên đây á qua bên bờ kia. Nó chỉ là gì? Con sông Thủ Thiêm thôi, chứ không phải là biển. Nhưng tại biển đỏ, chỉ cần Môi-se giơ gậy lên, biển rẽ ra hai bên và người ta đi trên biển giống như đất khô. Mình nói giống như chuyện thần thoại, nhưng mà ai? Môi-se làm được. Chúng ta phát hiện ra một điều, chúng ta không nhận được hoàn thành khải tượng, đó là vì giờ cớ chúng ta không nắm bắt cái cơ hội và chúng ta không chịu trả giá cho cái cơ hội đó. Đó là lý do nhiều người khi có khải tượng, có giấc mơ, họ đi từng bước. Nhưng cái phần này nè, là phần họ làm không nổi, phần này họ bỏ cuộc, và cuối cùng khải tượng không được hoàn thành. Chúng ta sẽ quay trở lại về câu chuyện của Joseph. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết, quý vị biết là Joseph bao nhiêu năm mới hoàn thành khải tượng không? 13 năm. Từ khi ông nhận được khải tượng của Chúa cho qua hai giấc mơ, ông chia sẻ với gia đình của mình, anh em của mình, rồi ông bị bán làm nô lệ, từ anh mình bán cho người Ai Cập, cho đến khi ông bắt đầu lên ngôi tể tướng, 13 năm quý vị. Ông bị làm nô lệ, ông bị bắt vào tù, rồi ông bị nói chung là bỏ quên rất là nhiều điều. Nếu là sự trong 13 năm ông không còn có khải tượng và không trả giá cho khải tượng, thì tôi nghĩ rằng cuộc đời của Joseph chấm dứt từ đấy. Và không có một Joseph được ghi lại trong Kinh Thánh cho chúng ta biết một người mà Đức Chúa Trời đã dùng từ người không ra chi trở nên một người tể tướng cho Chúa. Và cuối cùng, khi chúng ta nắm bắt được, chúng ta sẽ hoàn thành khải tượng. 5 bước này cực kỳ quan trọng cho chúng ta. Và xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta trong năm 2024 này cho đến năm 2028. Những điều
mà chúng ta đang bước đi với Chúa, chúng ta nhờ cậy nơi Chúa, chúng ta làm thanh những gì mà Đức Chúa ban cho, cải tượng cho thanh của Chúa. Amen không ạ? Phải trả giá hết. Trả giá bằng cách nào? Dành thời gian cầu nguyện cho thánh, hy sinh thời gian để kiếm tiền đến với hội thánh, phụ giúp những cái công việc của hội thánh khi hội thánh cần. Và sắp tới đây tôi có nói với hội thánh của Chúa, với ban trị sự đó là sắp tới đây tôi sẽ mở thêm những lớp huấn luyện ngắn ngày, một ngày hoặc hai ngày gì đó, cho con dân của Chúa được học kinh thánh. Tại sao? Tại vì rất là nhiều người ở trong vòng luẩn quẩn bao nhiêu năm không thoát khỏi, tại vì họ không hoàn thành cái cải tượng. Và buổi sáng hôm nay tôi muốn dùng lời Chúa ở phương đoạn kinh thánh này để khích lệ con dân của Chúa trong thời giờ này, đó là chúng ta từ khi có khải tượng, chúng ta tin khải tượng, chúng ta tìm hiểu và kiểm tra khải tượng, chúng ta nắm bắt cái cơ hội đó, và cuối cùng chúng ta được hoàn thành. Bây giờ thì chúng ta đứng lên và chúng ta hướng về Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho lời Chúa trong giờ này. Chúa ơi, Ngài đến với chúng con trong giây phút này, và xin Chúa Ngài đến với lòng của mỗi chúng con để chúng con nhận biết lời của Chúa. Để khi chúng con có lời của Chúa, cuộc đời chúng con được thay đổi. Chúng con có lời của Chúa, cuộc đời chúng con được biến đổi trong lời của Ngài. Và khi chúng con có lời của Chúa giúp đỡ cho cuộc đời của chúng con. Có nhiều người trong chúng con, khi chúng con đã có những cái khải tượng, những mơ tưởng nơi Ngài, sự bày tỏ nơi Chúa, nhưng mà đôi lúc chúng con không biết phải thế nào. Nhưng Ngài có thể biến từ những chỗ không có gì trở nên tốt lành hơn. Và ngay giờ này tôi muốn tất cả mọi người chúng ta cùng giơ tay lên, và ngay giờ này tôi muốn cầu nguyện. Chúa ơi, con dâng ông bà chị em con trong giây phút này ở trong tay của Chúa. Đặc biệt cho những người đang xem trên sóng truyền hình, và trên tất cả mọi người chúng con ngay tại này, giờ giây phút này, chúng con tin cậy nơi lời của Chúa, đó là chúng con bước đi trong khải tượng từ nơi Ngài. Và khi chúng con trả giá, chúng con làm theo lời của Chúa thay đổi cuộc đời của chúng con. Lời của Chúa không phải là lời văn tự, nhưng mà lời của Chúa là lời rhema để thay đổi, khai phóng đời sống của chúng con. Chúng con được giải cứu, giải phóng ra khỏi những cái khó khăn, nghịch cảnh trong cuộc đời của con. Đó là vì cớ chúng con nương cậy nơi lời của Ngài. Xin Ngài nhớ đến với chúng con trong buổi sáng hôm nay. Chúa ơi, những gì mà trước đây con không hiểu lời Ngài, thì hỏi Chúa xin Ngài nhớ đến ông bà chị con, để bám trụ trong lẽ thật này, để lẽ thật giải phóng chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah. 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 Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.